Ngọc Oanh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Netmỹ TV. Chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Hỏi đáp cùng bác sĩ. Và ngày hôm nay Ngọc Oanh lại có dịp được trò chuyện và giới thiệu đến quý vị một gương mặt rất là quen thuộc. Đó là bác sĩ Nguyễn Túy Phượng, bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa, sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những đề tài về những căn bệnh có liên quan trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị. Và Ngọc Anh xin gửi lời chào thân mến đến bác sĩ Nguyễn Túy Phượng ạ. Chào Ngọc Anh và cũng xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ vâng, Ngọc Anh được biết rằng là cái lần mà cuối cùng mà Ngọc Anh có dịp gặp bác sĩ Phượng để cùng nói là cũng lâu lắm rồi, cùng talk show, cùng chia sẻ đến quý khán thính giả cũng rất lâu rồi. Ngày hôm nay thì được gặp lại bác sĩ Phượng thì thấy bác sĩ Phượng lúc nào cũng trẻ trung và rất là dễ thương. Thì hy vọng rằng là những cái đề tài của bác sĩ Phượng cũng đem đến cho chúng ta những cái điều rất là hữu ích. Và đặc biệt ngày hôm nay thì được biết là bác sĩ Phượng sẽ mang đến một cái đề tài mà Ngọc Anh tin chắc rằng quý vị phụ nữ rất là quan tâm. Đó là đề tài về rong kinh. Thưa bác sĩ Phượng, thế rong kinh là gì thưa bác sĩ Phượng? Rong kinh có nghĩa là kinh nguyệt của mình nó bị nhiều hoặc là dài hơn bình thường thì gọi là rong kinh. Thì trước khi mình nói tới cái bệnh rong kinh thì mình phải cho biết là kinh nguyệt nó bình thường là như thế nào. Thì thường thường vòng kinh bình thường của mình nó là khoảng chừng từ 4 tới 5 ngày. Cho nên nếu mà kinh nguyệt mình kéo dài hơn 7 ngày thì gọi là rong kinh. Hoặc là cái số lượng kinh của mình nó bình thường là khoảng chừng 60, tính theo cái chính xác thì rất là khó đo lường được, tại vì thường mình ra kinh là mình phải đeo băng, cho nên mình không thể nào đo được cái số lượng mà mình ra kinh là bao nhiêu, cũng rất là khó. Thì mình dựa theo cách như vậy nè, nếu mà kinh nguyệt của mình mà nó ra nhiều đến nỗi mà cần phải thay băng mỗi mỗi tiếng đồng hồ thì cái đó là cho mình dấu hiệu là biết là mình bị ra kinh nhiều quá mức. Hoặc là mình ra những cái cục máu nó to to giống như là cái đồng tiền vậy đó, thì mình biết cái đó cũng là bất thường. Cho nên rong kinh có nghĩa là mình bị ra quá nhiều hoặc là qua quá lâu thì gọi là rong kinh. Vậy là Ngọc Anh cứ ngỡ rằng là nếu mà mình thường những cái chu kỳ kinh như bác sĩ Phượng nói là từ 3 đến 5 ngày, nhưng mà nếu mà mình quá 3 đến 5 ngày thì gọi là rong kinh. Nhưng mà bác sĩ Phượng vừa nói rằng là nếu quý vị cảm thấy rằng là quý vị ra kinh mà quá nhiều, cứ mỗi tiếng đồng hồ mà chúng ta cứ phải băng, thay băng, rồi chưa kể là ra những cái cục rất là nhiều và to, thì quý vị thấy là đó là những dấu hiệu bất thường và có thể gọi là rong kinh. Mà nếu mà trên 7 ngày mà gọi là rong kinh nha. Mà trung bình là khoảng từ 3 tới 5 ngày, nhưng mà nếu mà trên 7 ngày thì gọi là rong kinh. Dạ vâng. Ngọc Anh cũng hơi thắc mắc như vậy, cũng tại mình cũng là người phụ nữ thì mình cũng hơi thắc mắc rằng là thí dụ như từ 3 đến 5 ngày thì cái kinh nó ra thí dụ như là bình thường như bác sĩ Phượng nói, nhưng mà sau cái 5 ngày thì nó cứ nó rong, mà nó rong không có nhiều. Nó rong ít ít thôi, mình không phải thay băng thường xuyên và ra rất là ít, ra những cái màu nâu nâu nhạt nhạt mà nó kéo dài một tuần hoặc là hơn một tuần thì có nghĩa là rong kinh không thưa bác sĩ Phượng? Phượng cứ nói chung là nếu mà kinh nguyệt mình cứ kéo dài trên 7 ngày là cứ đi tham khảo với bác sĩ đi. Nhưng mà nói tới cái màu sắc của máu nha, cái đó cũng rất là hay, là bởi vì cái màu sắc của máu là nó tùy theo cái thời gian và cái số lượng mà mình nhìn thấy được. Cho nên có một số bệnh nhân tới gặp Phượng hỏi là ủa mình ra cái máu tháng này của tôi rất là lạ, rất là kỳ, nó không có đỏ như hồi xưa mà giờ nó màu nó bầm bầm hoặc là màu nó nâu nâu, có nghĩa là tôi có bệnh phải không bác sĩ? Cho nên có nhiều bệnh nhân cũng thắc mắc về cái màu sắc của cái máu mà họ nhìn thấy được. Cho nên cái màu sắc mà mình nhìn thấy được hoặc là nó cho mình biết là cái máu đó và cái số lượng là cái thời gian mà nhìn thấy được. Mình cứ tưởng tượng như là máu nó mới ra và nó ra nhiều á thì nó sẽ màu đỏ tươi, đúng không? Tại vì máu nó ra nhiều thì nó mới đủ sức để mà nó ra ngoài âm đạo thì mình nhìn thấy được, thì nó mới ra và số lượng nhiều thì mình thấy nó đỏ tươi. Còn nếu mà nó mới và nó ra rất là ít và nó trộn lẫn với lại cái chất dịch ở trong âm đạo của mình, xong rồi đi nó ra ngoài á thì mình nhìn thấy nó màu hồng. Cho nên thấy nhiều khi nó chỉ có hơi màu hồng ở trên cái quần lót của mình thôi á, thì mình cũng thắc mắc là không biết là cái đó là cái gì. Có nghĩa là cái máu đó rất là ít và nó trộn lẫn với nước dịch, cho nên khi nó ra ngoài nó ra màu hồng. Còn cái màu nâu có nghĩa là máu cũ thôi. Mình cũng biết là máu để lâu ngày thì nó sẽ thành màu bầm. Bầm xong rồi để lâu ngày nó thành màu nâu. Cho nên màu nâu đây có nghĩa là nó rất là cũ. Có nghĩa là có thể là máu đã xảy ra 2-3 ngày trước mà bây giờ nó mới ra, cho nên nó ra màu nâu. Nghĩa là cho nên có nhiều khi
ví dụ như máu nó ra có lúc rất là ít ha, ra ít nó không có đủ để mà nó chảy ra ngoài âm đạo cho mình nhìn thấy liền, nó thành màu đỏ thì nó sẽ ứ lại ở trong âm đạo. Có nhiều khi cái chất dịch, chất nhầy ở trong trong âm đạo của mình nó giữ cái máu đó lại, cho nên nó giữ lại, cho nên tới khi mà cái chất dịch và chất nhầy đó khi nó chảy ra ngoài thì nó kéo theo cái máu mà nó dính, thì mình thấy nó có nhiều khi cái chất nó nhờn nhờn và nó cứng đúng cứng rồi. Xong nó màu nâu nâu, thì cái đó là máu cũ và trộn lẫn với lại chất dịch và chất nhờn, cho nên cái màu sắc và cái số lượng mà mình nhìn thấy được cái tùy theo là cái ngày và cái số lượng mà nhìn thấy được. Tức là nếu như mà một người họ nói rằng là máu tôi cái đợt này tôi bị cái màu sắc nó bất thường hơn lần trước, thì quý vị yên tâm là không phải là mình bệnh đâu, mà có thể là như bác sĩ Phượng giải thích là cái máu bên trong nó không có đủ để đi ra ngoài thì nó ứ động trong đó, thì một hai ngày sau thì cái máu nó trộn lẫn với chất dịch, that's why mà nó có cái màu khác thường như dạ mọi đúng lần. Vậy dạ vâng. Và một câu hỏi nữa Ngọc Anh muốn hỏi bác sĩ Phượng rằng là nếu như một người họ nói rằng là họ ra kinh nhiều, thì có phải rằng là sức khỏe họ tốt nên họ mới ra kinh nhiều hay không? Tại có nhiều người dạ họ đúng nói vậy, như vậy đó. Có nhiều bệnh nhân nói là ra tôi ra nhiều máu lắm, ra sạch lắm, ra hết những máu dơ. Vậy đúng vậy. Có nhiều người hiểu lầm là mình ra được nhiều máu có nghĩa là cơ thể mình nó khỏe lắm, nó mới ra được nhiều máu rồi ra hết chất dơ đi. Thực ra máu của mình là máu của mình đó, chứ không phải là chất dơ đâu. Cho nên đừng có hiểu lầm nha. Tức là máu của mình mất có nghĩa là mình thấy máu mình ra có nghĩa cái đó là máu mình bị mất đó, chứ không phải là mình ra nhiều máu cái đó là một điều tốt đâu. Cho nên có nhiều người hiểu lầm. May là Ngọc Anh nói tới cái đề tài đó, tại vì nếu mà nhờ theo Ngọc Anh nói vậy cho nên Phượng phải giải thích nha. Lý do tại sao mà người phụ nữ mình có kinh hàng tháng. Để mà mình hiểu thêm là cái máu nó từ đâu ra. Là bởi vì cái tử cung của mình á, nó giống như là cái trái lê vậy đó. Hay mình nói trái đu đủ thì dễ hơn ha. Trái đu đủ thì cái trái đu đủ cái thành là cái thịt của trái đu đủ mà mình hay ăn. Còn cái nội mạc tử cung là cái màng tử cung á, là nó giống như cái dây mà mình hay lột ra từ cái trái đu đủ. Khi trái đu đủ mình cắt ra làm đôi, ở trong nó có những cái dây nó dính những cái hạt, đúng không? Thì mình tưởng tượng như là những cái dây đó là cái nội mạc, là cái màng tử cung đi. Thì ở phía trong cái lòng tử cung nó rỗng và nó có cái dây đó là cái nội mạc tử cung, và bên cạnh cái nội mạc tử cung là cái thịt, cái trái đu đủ, là cái đó là cái cơ của cái tử cung. Thì cái màng tử cung đó là cái mỗi tháng nó được kích thích bởi cái nội tiết tố của người phụ nữ mình, từ cái buồng trứng nó tiết ra thì nó kích thích cái nội tiết tố, kích thích cái nội mạc tử cung, nó làm cho nội mạc tử cung nó dày lên để mà nó chuẩn bị đón nhận cái thai khi mà mình mang thai. Khi mà mình rụng trứng 14 ngày sau, nếu mà mình không thụ thai sau khi rụng trứng thì cái nội tiết tố nó sẽ bị giảm xuống. Khi nó giảm xuống như vậy nó làm cho cái nội mạc đó nó bóc ra. Nó bóc ra và nó chảy ra ngoài, cho nên đó là lý do mà người phụ nữ mình có kinh là như vậy. Và nó cứ mỗi tháng nó cứ dày lên, xong nó bóc ra, xong nó dày lên, nó bóc ra, đó là lý do mà mình có kinh mỗi tháng là như vậy đó. Nhưng mà cái nội mạc đó khi nào nó bóc ra hay không bóc ra là tùy theo cái số lượng cái nội tiết tố trong cơ thể của mình. Cho nên nếu mà bất cứ mình có cái bệnh gì mà nó làm cho cái nội mạc nó dày quá mức, thì nó làm cho cái nội mạc nó sẽ chốc ra nhiều và sẽ ra nhiều kinh. Đó là cái lý do mà nó dẫn lên mình ra kinh nhiều. Nhưng mà máu của mình chảy ra là bởi vì cái nội mạc đó nó có những cái mạch máu nó đi vô để mà nó nuôi dưỡng cái nội mạc, để mà nó chuẩn bị để mà đón nhận cái thai. Cho nên khi cái đó nó chốc ra thì những cái mạch máu đó nó tiếp tục chảy máu cho tới khi nào cái tử cung nó co thắt lại và làm tắc nghẽn những cái mạch máu đó thì máu nó mới ngừng lại. Cái đó là máu tuyền từ cơ thể mình ra đó. Cho nên mình cũng không có muốn mất nhiều máu đâu. Cho nên ra nhiều máu cũng không có nghĩa là tốt đâu. Cho nên mình đánh chính cái đó để cho nhiều người hiểu. Chứ cái đó rất là quan trọng. Tại vì thực sự mà nói đó, có nhiều quý chị em phụ nữ rất là hãnh diện là bởi vì là cái chu kỳ kinh của mình nó dài hơn và mình ra nhiều hơn, chứng tỏ giống như bác sĩ Phượng nói rằng là cơ thể tôi khỏe, tôi ra hết chất dơ trong cơ thể nên tôi mới ra nhiều. Còn nếu mà chị mà ra ít tức là chị chưa có thực sự là sạch hết đúng vậy, đúng rồi. Do đó nên quý vị nhớ nha, bác sĩ Phượng ngày hôm nay là giải thích rất là rõ ràng, và quý vị phải đề phòng nếu mà quý vị cảm thấy là quý vị ra kinh nhiều,
nhiều ngày mà nhiều trong phải thay băng vệ sinh rất là nhiều trong ngày thì quý vị phải cẩn thận, phải đến gặp bác sĩ phụ khoa để xem là mình liệu là mình có phải bị mắc cái bệnh gọi là rong kinh hay không. Dạ vâng. Ngoài ra thì Ngọc Anh còn có một cái câu hỏi, thử chẳng hạn như là như Phượng nói là dấu hiệu của rong kinh là mình ra kinh nhiều, mình phải thay kinh thay băng nhiều và cái thời gian nó kéo dài quá 7 ngày. Thử như như vậy thì ngoài cái trường hợp chẳng hạn như một người mà cái điều mà Ngọc Anh hơi thắc mắc rằng thế nào mình biết là mình bình thường? Thử chẳng hạn như là bao nhiêu lâu thì phải thay băng vệ sinh một lần thì là bình thường? Thường mình là phụ nữ nha, mình biết là mỗi lần có kinh là mình thay băng khoảng chừng 2-3 tiếng, mình thay băng một lần đúng không? Ok, dạ vâng. À, nếu mà mình thấy là cứ mỗi tiếng đồng hồ là cái băng của mình nó ướt đẫm hết từ trên xuống dưới luôn thì đó chứng minh là mình ra quá nhiều, hoặc là nửa đêm thường mình đâu có bao giờ phải thức dậy để mà thay băng đâu. Nếu mà người phụ nữ nào mà nửa đêm phải đi thay băng 2-3 lần thì mình biết cái đó là nó ra quá nhiều rồi đó. Dạ vâng. Hoặc là nó ra nhiều đến nỗi mới ra từng cục máu to to, vậy là Dạ mình vâng. biết là quá nhiều. Hoặc là mình tự động mình sẽ biết ha. Ví dụ như là từ trước đến giờ kinh nguyệt mình nó như vậy, mà tự nhiên trong vài năm vừa qua tự nhiên nó ra nhiều hơn bình thường so với lại hồi xưa, thì mình biết cái đó là không có bình thường cho mình. Dạ Thì vâng. đó là những cái dấu hiệu cho mình biết là mình có thể bị rong kinh. Dạ vâng. Cậu anh cảm ơn bác sĩ Phượng rất là nhiều và còn rất nhiều câu hỏi liên quan đến đề tài rong kinh. Quý vị đừng rời màn ảnh của Net Việt TV. Ngọc Anh cũng như bác sĩ Phượng sẽ trở lại sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại. Ngọc Anh cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn ảnh của Net Việt TV và bây giờ thì xin phép được trở lại cùng với bác sĩ Nguyễn Túy Phượng là bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phượng, ngày hôm nay mình nói về đề tài rong kinh và những câu hỏi mà Ngọc Oanh đã hỏi bác sĩ Phượng thì quý vị đã biết rồi, rong kinh là gì và cũng như là những cái câu hỏi mà trước giờ mình ngớ ngẩn mình hiểu theo cái kiểu mà không phải là khoa học thì bây giờ bác sĩ Phượng cũng đã giải thích cho quý vị rất là rõ rồi thưa quý vị. Và bây giờ thì Ngọc Oanh xin được phép hỏi bác sĩ Phượng là những cái tuổi nào thì thường hay mắc cái bệnh rong kinh này? À, câu hỏi rất là hay. Tại vì nếu mà Ngọc Oanh nhớ là lúc mà khi mà mình mới có kinh đó, là mình hay bị tháng có tháng không đúng không? Xong có nhiều khi nó kéo dài cả mấy tuần cũng có, hoặc là cả tháng cũng có. Đó là hay thường xảy ra với những bé mà dậy thì, có nghĩa là mới bắt đầu có kinh đó. Có nghĩa là mấy năm đầu sau khi họ mới bắt đầu có kinh thì những bé gái đó hay thường bị rong kinh lắm. Cái đó là chuyện rất là thường gặp. Là cái lý do là bởi vì cái hệ thống về nội tiết của bé đó nó chưa có được trưởng thành lắm. Tại để mà mình có kinh đều á là mình phải dựa vào một cái hệ thống nó rất là phức tạp, là từ cái tuyến yên xong rồi đi xuống cái buồng trứng, rồi buồng trứng qua cái tử cung, rồi nó vô cái nội mạc tử cung này nọ, thì cái hệ thống nó rất là phức tạp, nó phải được trưởng thành thì nó mới làm cho cái việc mà kinh của mình nó được đều. Cho nên những bé mà mới dậy thì á thì cái hệ thống nó chưa có trưởng thành lắm, cho nên có lúc bé rụng trứng, có lúc không. Thì khi lúc mà nó không rụng trứng á thì cái nội mạc nó không có bao không có chốc ra, cho nên nó không có ra kinh nguyệt và nó cứ dày 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 lên qua nhiều tháng. Cho nên tới khi mà em bé nó bị bé gái nó bị trễ kinh nhiều tháng, mà khi nó sẽ có rất là nhiều, là bởi vì cái nội mạc nó mọc quá nhiều tháng đi mà nó chưa có cơ hội để mà nó chốc ra, cho nên khi nó cần chốc ra nó sẽ chốc ra rất là nhiều, cho nên nó sẽ ra bị rất là nhiều 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 máu và nó kéo dài rất là lâu. Có nhiều bé gái nó bị rong kinh đến nỗi mà nó nhiều đến nỗi mà phải đi vô nhà thương để mà truyền máu đó, là nó có thể xảy ra ra nhiều một lúc như vậy, cơ thể mình chưa có kịp thời để mà làm lại cái máu mới, là làm ra cái hồng huyết cầu mới, cho nên bé nó sẽ bị thiếu máu rất là nguy hiểm, có nhiều bé cần phải vô nhà thương để truyền máu. Đó là cái tuổi mà dậy thì ha. Còn cũng hay thường xảy ra với những bác mà lớn tuổi mà bị tiền mãn kinh. Tại vì tiền mãn kinh nó cũng lại ngược lại giống vậy nữa, là tới khi tiền mãn kinh thì cái buồng trứng mình không có còn làm việc nữa, tại vì nó cái buồng trứng của mình nó sẽ bị khi nó lớn tuổi, khi mình lớn tuổi được buồng trứng nó sẽ không có làm việc tốt nữa. Thì có lúc nó rụng trứng, có lúc không, nó cũng giống như là lúc mà mình mới dậy thì vậy đó, có thể là có tháng nó rụng có tháng không. À, tại vì cái buồng trứng nó không làm tốt nữa thì lúc đó nó cũng lại xảy ra cái vấn đề đó nữa, cũng sẽ bị rong kinh. Nhưng mà nó hơi phức tạp cho những người mà tiền mãn kinh, là bởi vì khi mình lớn tuổi thì cái nguy cơ mình bị ung thư nội mạc tử cung nó cao hơn là bé mà mới dậy thì. Cho nên những cô nào
mà tới tuổi mà tiền mãn kinh mà bị rong kinh quá mức, trên 45 tuổi mà rong kinh bị ra nhiều máu kéo dài hơn 7 ngày hoặc là ra nhiều hơn bình thường so với hồi xưa, thì có nhiều khi cần phải phải làm sinh thiết để mà coi cái bị ung thư nội mạc tử cung hay không. Tại vì mình lớn tuổi thì cái nguy cơ bị ung thư nó cao hơn là những bé mà mới có 16, 10, 12, 13 tuổi. Cho Ngọc Anh hỏi cái này, Phượng vừa nói rằng là ung thư nội mạc tử cung và cái căn bệnh nội giác mạc tử cung, hai cái bệnh đó hoàn toàn khác nhau phải không thưa Nội giác là Phượng? Nội giác mạc tử cung là giống như là khi một người phụ nữ họ có kinh thì họ thường bị đau đớn bị đau và kinh đó hả? thì cái hai cái đó nó có giống nhau hay là nó cũng khác nhau hả Phượng? Nói về đau kinh chắc để lần tới mới nói về vấn đề mà đau bụng khi có kinh ha. Còn về ung thư là nó có riêng của nó. Nó là Ung thư hoàn nó là toàn riêng. một cái ung thư Dạ của vâng. nội mạc tử cung. Dạ vâng. Đúng vậy. Bởi vậy cái cơ thể con người phụ nữ mình nó rất là phức tạp và đặc biệt là trong cái bộ phận mà gọi là tử cung đó thì Ngọc Oanh thấy là rất là phức tạp và cần có nhiều đề tài phải chia sẻ nhiều lắm đó Phượng ạ. Dạ vâng. Vậy thì Phượng nói là những cái bé mà tuổi dậy thì, tuổi teen á thường thường là có thể là bị rong kinh là bởi vì cơ thể chưa hình thành một cách hoàn thiện. Còn đối với những người mà lớn tuổi, tức là trên như Phượng nói lớn tuổi thì anh cũng hơi question là lớn tuổi từ bao nhiêu tuổi, mà hồi nãy Phượng nói là bác thì anh nghe nghe mà nghe đến bác thì thì nghĩ chắc Xin lỗi, là thì đến cho là nên mình còn đổi sang 60. là các Dạ cô vâng, các cô này. thì Ngọc Oanh nghĩ rằng chắc là tuổi từ 40 hả, tuổi trung niên hả Nói Phượng chung là ạ? cái tuổi mà mình dậy thì mà mình có kinh là trung bình từ 9 tuổi cho tới 16 tuổi. Đó là cái tuổi mà mình sắp là sẽ có kinh đó. Còn tuổi tiền mãn kinh là từ tuổi mà mình bị tắc kinh là từ 45 tới 55 tuổi, cái đó là tuổi trung bình. Trung bình là khoảng 51 tuổi, cho nên nói đúng hơn là các cô. Các cô chứ không Chứ ơi phải các các cô bác. kiện đó, các Dạ cô đúng nói trời ơi tôi gì mà gọi bằng bác vậy. Xin lỗi. hả? đừng gọi chị bằng bác. Dạ vâng, dạ vâng. Thưa quý vị, một câu hỏi Ngọc Anh xin hỏi bác sĩ Phượng rằng là với những cái dấu hiệu rung kinh như mình biết rằng là kinh ra nhiều và ra nhiều ngày hơn bình thường, tức là quá 7 ngày, thì nếu như vậy mình có cái nguyên nhân nào dẫn đến một người bị rong kinh thưa bác sĩ? Nói tới rong kinh nó có nhiều nguyên nhân lắm. Mình nói là cái nguyên nhân ngoài cái tử cung, nguyên nhân mà có liên quan tới tử cung hoặc là liên như nó rất là rộng lớn. Ví dụ như bệnh của cơ thể toàn thân đi ha, cũng có thể dẫn tới bị rong kinh. Ví dụ như nói về trên não mình đi ha, nếu như mà mình có một cái bú nó nằm trong cái tuyến yên, nó sẽ làm cho mình không có ra kinh. Và có một số người ví dụ như cái đó là làm không ra kinh chứ không phải là bị rong kinh, là xin lỗi. Hoặc là có một số người ví dụ như là kinh nguyệt không có đều là bởi vì họ bị căng thẳng quá mức. Ví dụ như mình bị thay đổi trong đời sống của mình vì bị căng thẳng hoặc là tập thể dục quá mức, thì nó làm cho cái hệ thống ở trên này nó ảnh hưởng tới tới cái việc mà mình rụng trứng. Nếu mà mình không có rụng trứng đều thì nó sẽ làm cho mình bị thưa kinh ra, và khi mà mình có kinh sẽ ra rất là nhiều, giống như là mấy bé mà mới Tuổi lớn tiên vậy á. đó, thì cái đó có thể ảnh hưởng ha. Hoặc là bị bệnh tuyến giáp trạng nó cũng có thể làm cho mình rong kinh, hoặc là bệnh có nhiều cái bệnh khác trong cơ thể mình có thể làm cho mình bị rong kinh, hoặc là có liên quan tới cái tử cung. Cái tử cung ví dụ như tử cung có bú, u xơ tử cung, hoặc là cái nội mạc tử cung nó có như là polyp, nó cũng làm mình rong kinh, hoặc là cái nội mạc tử cung nó mọc quá dày, hoặc là nó bị ung thư, hoặc là tiền ung thư, nó cũng làm cho mình rong kinh. Hoặc là có thể là liên quan tới vấn đề khác như là ung thư cổ tử cung. Cho nên nó có nhiều nguyên nhân mà nó có thể dẫn tới rong kinh lắm. Cho nên tùy theo là khi mà bệnh nhân tới khám là bác sĩ phải phải hỏi nhiều câu hỏi về về bệnh lý, về kinh nguyệt của mình như thế nào, và có nhiều khi cần phải siêu âm, cần phải làm sinh thiết tùy theo tuổi. Có nhiều khi phải bơm nước vào trong cái lồng tử cung và siêu âm để coi có cái polyp hay là có những cái bú nào khác nằm ở trong tử cung hay không. Dạ vâng. Nên phải phải làm nhiều nhiều về cái để mà chẩn đoán lắm, để mình tìm ra cái nguyên nhân làm sao mà mình bị rong kinh lắm. Cho Dạ nên vâng. rong kinh nó có nhiều nguyên nhân lắm. Dạ coi như nó cũng phức tạp lắm, nó không phải đơn giản là mình nghĩ mình rong kinh thì mình tháng này rong thì tháng sau có thể là hết. Và Ngọc Anh muốn hỏi Phượng rằng là nếu một người mà đã bị bệnh rong kinh rồi
bị mình có thể nói nôm na là bị rong kinh rồi, thì có phải là tháng nào họ cũng rong, hay là thường như một người bình thường chẳng hạn như tháng này họ đều, nhưng mà tháng sau tháng này họ không bị rong kinh, nhưng mà tháng sau họ bị rong kinh, rồi tháng sau họ không bị rong kinh, thì nếu cái trường hợp đó có cần phải đến gặp bác sĩ để chẩn đoán là mình có phải bị rong kinh hay không? Cứ nói chung là cứ bị cái gì mà thay đổi về cái kinh nguyệt thường ngày của mình thì mình cứ gặp bác sĩ để mà tham khảo. Dĩ nhiên là cũng có lúc tháng nó nhiều hơn ở những tháng khác. Nó có nhiều nguyên do và lý do mà nó dẫn tới những cái vấn đề như vậy lắm. Cho nên quan trọng nhất là đi tham khảo với bác sĩ để mà tìm hiểu ra cái lý do tại sao mình bị như vậy. Lý do mà Ngọc Oanh hỏi Phượng như vậy là bởi vì nhiều khi sau khi nghe cái Phượng talk show như vậy thì nhiều chị em phụ nữ nhiều khi không có rong kinh đều mà tự nhiên bị như vậy thì họ hơi hoang mang. Thì để hỏi Phượng câu câu hỏi đó, để từ đó là chị em phụ nữ chúng ta là nói chung là cái gì bất thường nên đến gặp bác sĩ phụ Nói khoa chung là như vậy nha. thì sẽ có kết Tại quả không tốt thể nhất. nào mình tự mình quyết định được là ổ cái này là bình thường cho mình hay là không. Dạ, tại vì Phường nói như vậy rồi, có gì khi nói rồi mọi người hiểu lầm, nghĩ là ổ cái đó là bình thường cho mình không cần phải đi gặp bác sĩ. Lỡ như mình có vấn đề gì mà mình không có đi tham khảo, mình không có tìm ra được thì lúc đó cũng có cái nguy hiểm của nó. Thì còn có vài phút ngắn ngủi thôi thì Phượng có thể cho Ngọc Anh biết cách điều trị rong kinh như thế nào Phượng? Cái cách điều trị rong kinh thì nó tùy theo cái nguyên nhân mà nó dẫn tới cái việc rong kinh. Ví dụ như bệnh của cơ toàn thân, bệnh tuyến giáp trạng thì mình cần phải được chữa trị về những cái bệnh đó. Hoặc là bị những người, nhất là những bé mà teen bị rong kinh, nó có thể có liên quan tới vấn đề mà đông máu. Có nghĩa là máu nó không có đông được thì nó sẽ ra hoài, ra hoài, ra hoài, nó ra nhiều. Thì khi mà phát hiện như vậy thì cần phải chữa trị bằng thuốc để mà cầm máu. Hoặc là chữa trị thường là mình có thể dùng như là thuốc thuốc như là Motrin hay là Advil, những cái thuốc đó nếu mà mình uống đều đều khi mà mình có bắt đầu có kinh đó, nó cũng giúp giảm đi cái lượng máu nó ra như thế nào. Nhưng mà điều quan trọng nhất là đi tìm ra lý do tại sao mình bị rong kinh Đúng rồi. và mình chữa trị cho cái nguyên nhân mà nó dẫn tới rong kinh đó. Thì nó có nhiều cách chữa trị, ví dụ như mình có bú u xơ tử cung thì mình đi cắt cái u xơ đó, hoặc là cắt đi cái tử cung, hoặc là nó có liên quan tới nội mạc tử cung. Thì có nhiều phụ nữ mà đi tìm ra lý do ra mà không có tìm ra được lý do gì hết á, thì có nhiều khi mình đốt đi cái nội mạc tử cung đó thì để cho mình giảm đi cái số lượng, hoặc là uống thuốc ngừa thai, hoặc là chích thuốc, hoặc là mình đặt vòng. Đặt vòng nó cũng giúp làm giảm đi cái số lượng mà ra kinh. Cho nên vẫn quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân. Tại vì nếu mà lỡ có ung thư thì phải chữa trị cho ung thư. Cho nên cứ tìm ra nguyên nhân trước thì cái việc Cách mà điều vấn trị đề mà cách điều trị nó depends on it. nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ, vậy Cảm đúng ơn vậy. Phượng rất là nhiều với đề tài rong kinh rất là hay này, và hẹn gặp lại bác sĩ Phượng cũng như quý khán giả trong chương trình Hỏi Đáp cùng bác sĩ lần sau. Cảm ơn Phượng rất là nhiều. Cảm ơn Ngọc Anh và cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.